Kỳ Thi, tại sao em lại đến đây? Em đã đây gặp anh lần sau cuối, rồi em sẽ theo chồng phải không? Thôi, anh đừng nói gì nữa, em hãy về đi, anh Dũng, về đi em. Thôi em hãy đi về, dính thiệt hệ từ đây, đừng luyến lưu làm gì, đừng giận dương làm gì. Hãy thật lòng yêu ai đến bây giờ mình đã biết. Thank you.
như chiếc lá thu rơi. Muốn